bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cộc 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 đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu, mất tiếp ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách được lại lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Em còn đi học ở chung với hai bà cô, ví dụ yêu đương thì cấm, cấm tuyệt đối, quen ai là không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để bà cô không phát hiện. Mình cảm lâu quá thôi, giờ làm cái thì đi cho cũng thỏa mong nhớ. Thôi hung cái bữa đó là tối rồi, tối thì lúc mà vợ này đồ á chạy ra hung cái xong rồi mấy bữa xào dọn. Tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi tắm rửa xong rồi bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi, ngủ sáng bữa nào bữa sau rồi chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa. Công gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi ông chú phòng cái bên ông gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên ông chú phòng cái bên sao nữa, ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là cái gì nữa, có hai bà cô còn này rồi. Còn hai em như là em bé vậy đó. Dạ. Vậy là chồng là cũng dễ ẵm bồng lắm đúng không? Dạ. Có hay nhõng nhẽo không? Có hay bắt em bồng đi từ chỗ này qua chỗ nọ không? Dạ cũng không có cái đó chị. Cũng không có hả? Dạ, tự nguyện, tự nguyện. Chị mà nhỏ quá. Con như vậy là chị sẽ nhõng nhẽo, đúng chị rồi. Sẽ bắt bồng từ chỗ này qua chỗ kia. Mình thì chỉ nghĩ gì nè, bên hai bên này mà cãi lộn chắc bên kia chứ không có dám lớn tiếng đâu. Hãy lớn tiếng một cái ổng bồng, ổng sốc được một cái là ở im luôn. Cái đó ngược lại. Ngược lại ha. Dạ. Không, giờ chút nữa mình sẽ vô cái phần đó. Ha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả xem chương trình. Dạ Trùng Son. Em tên là Phạm Văn Nhớ, em năm nay 32 tuổi, hiện làm nhân viên công nghệ thông tin. Quê của em là ở Bến Tre. Dạ, em xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thận và tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 29 tuổi. Dạ, hiện tại em đang may đồ tự do ở nhà. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe coi, hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Và em có ấn tượng gì với chàng trai này không? Hay là chàng trai này có ấn tượng gì với cô gái này đó không? Dạ, hai đứa ở đối diện nhà trọ với nhau. Ảnh thì để ý em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát nhỏ nhẹ không có thích. Thích đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Lúc đó là nhớ nó đi làm chưa? Dạ, lúc chưa đó đi em học. Đang đi học anh. Dạ. Là em quen lâu lắm ạ. Dạ lâu. Dạ lúc đó là mới qua thấy ba vợ chở vợ em qua thấy nhỏ xíu à, tầm nghĩ chầm từ 12-13 tuổi à. Xong rồi thời gian này ba mới bảo là 17 tuổi rồi. Lúc đó em mới để ý. Mà em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ cũng có thể là vậy. Lúc đó là vợ em có đi làm ở chung với ba với bà dì á, thì đi làm về khoảng 11 mấy khuya á, vẫn còn phải ngồi giặt nguyên thao đồ, đồ dung gì nè. Lúc đó là cũng 2008 á, giặt tới 12 giờ mấy mới đi ngủ. Trời, tội nghiệp, tại vì lớn không nổi là gì. Trời. Đi ra đi vô gặp nhiều lần là thấy cũng siêng năng, cũng dỗi dàng, cho nên là để ý. Mình nhìn nó nhỏ xíu như vậy, nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Ta xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương lắm. Khó tính lắm chị. Lại gần còn không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ thì sao đụng được chị. Rồi đến khi nào thì mới coi như thể hiện cái tình cảm của mình với con? Bước sang năm thứ hai thì lúc đó thì có dịp là vợ em về quê. Em đến này thì đợt đó là em có nạp cạc cho vợ, nhưng mà vợ quên trả tiền, vợ mới nhờ bà dì ở phòng kế bên qua trả tiền giúp em. Lúc đó em mới xin lại số điện thoại của vợ. Tại thời điểm là vợ đi về quê á, là lúc đó em mất số điện thoại luôn, chỉ là liên lạc thôi chứ chưa có là yêu đương nữa. Thì sau đó vợ lên liên lạc qua lại thì bắt đầu mới có tình cảm lần lần. Rồi khi nào mới tỏ tình? Tỏ tình bằng cách nào? Bằng cách nhắn tin hay là bằng cách lạ làm thơ? Ông này tỏ tình á, đúng mà con chưa, em chưa có đồng ý á. Tới bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cộc 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 đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu và mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học, còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm, cấm tuyệt đối, quen ai là không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó, đúng không? Đúng rồi. Bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây, là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin gũ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì vợ em đi làm, tháng dữ lắm là lần là maximum.
tội nghiệp không, đi đi chơi qua nhà truyền thống chắc cỡ quá mà tiếng trung ghê. Giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa đi qua nhà truyền thống nói chuyện chút xíu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi, để ý nhiều lần là cũng hay nghía qua nghía lại về đối diện phòng mà. Em bắt đầu chuyển kế hoạch, giờ giờ không tặng bông, không nói chuyện được tiếp nữa, bây giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó, mình nói là đang ghét rồi mà viết thư gì đâu không mà. Dạy đời luôn đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á, thấy bà cô, bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á. Nói là thấy không nhớ thương mày đó, mày để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì một bà dì khác nữa. Bà dì hàng xóm. Tại vì lại là dung dáng vô. Dạ. Rồi. Bà dì đó là mai nhờ cái cô dì đó mà tụi em mới nên duyên đó. Dạ. Động nhỏ này. Dạ đúng rồi. Là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em. Ủa. Dạ. Đúng không? Dạ. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi, rủ vợ đi chơi, mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em. Dẫn em đi sao em không hề hay biết. Trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lót tót đi tới cái đầu lộ là thấy ông là ở sau lưng rồi. Mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là à, hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á, cho nên là cô phát hiện. Cô phát hiện bắt đầu cô chuyển phòng, cô đổi phòng, không cho ở phòng đó nữa, chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin, em báo em kim ra. Nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá, không cho ra được. Đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá, cho nên là cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ luôn. Cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt đó dạ, đúng về rồi. quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cái năm. Một năm trời không gặp nhau. Dạ. Rồi hai đứa vẫn ở chung một cái khu nhà trọ hay sao? Dạ, không lên là không ở chung nữa. Lên là chuyện các bạn hẹn hò với nhau, chắc có lẽ là chắc cũng phải dầm trước dầm sau. Dạ đúng rồi, giống như viên trộm mà đúng không? Chỉ ông này thôi. Cái đợt đó là ở gần chuẩn bị đi á, chuẩn bị đi cho nên là thôi lén hung cái, coi như là tình cảm lâu quá thôi giờ làm cái thì đi cho cũng kiểu thỏa mong nhớ đó. Thôi hung cái bữa đó là tối rồi thì lúc mà vợ này chặt đồ á, chạy ra hung cái xong rồi mấy bữa sau dọn. Vậy đó. Có ai thấy không? Không, tranh thủ chứ. Không mà mình cứ tưởng là cái gì nó đụng trúng mình rồi đâu, mất tiêu mất dép luôn á. Cái đó là nhẹ nha. Dạ. Bỏ đồ nặng hơn chút xíu. Dạ cái đó thì ở nhà trọ mới của vợ em. Còn kế bên bà gì? Dạ hết kế bên bà gì. Không kế bên bà gì mà kế bên chú bà cô. Sao ở chung với dây mưa lại má. Cái lúc đó là đứa em của vợ em á là đi nằm bệnh viện, vợ em vô chăm, xong rồi em chở vợ về để sáng hôm sau đem cháu vô. Thì tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi, tắm rửa xong rồi, bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi, ngủ sáng bữa nào bữa sau chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mất công. Thì cái vợ bảo thôi cũng được, chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì. Nhưng lên kế hoạch luôn rồi. Nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi ông chú phòng cái bên ông gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên ông chú phòng cái bên sao nữa mà, ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là cái đồng nghiệp của hai bà cô bạn này rồi. Sao nữa, qua hỏi thăm đứa em coi bớt bớt chưa, chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết, mà hai bà cô biết là coi như là đứt luôn. Cho nên là lúng qua lúng quýnh chạy vòng xong rồi chạy lên gác. Là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút. Tuột mút luôn. Tuột luôn. Không ăn gì được luôn. Dạ chưa. Tới là khoảng nửa đêm á, tầm nửa đêm thì lúc đó mới lấy được cảm xúc. Mút mới quay lại. Quay lại thì lúc đó mới làm gọi là làm
làm gọi là làm nguyên vẹn. Trời ơi, ngủ dậy là sáng sao á, dính thêm cái nữa. Mình đang lơ mơ ngủ. Giờ không phải bà ông chú mà là bà cô. Bà cô đó là vợ của ông chú đó. À, đó. Qua hỏi thăm nữa. Dạ, hỏi thăm nữa. Bà cô qua làm gì? Thì cũng qua hỏi sợ thao 7 8 giờ rồi mà chưa có thức dậy để đem đồ vô cho đứa em á. Mệt quá mà ai biểu, ai biểu gần sáng mà hiệp hai chi. Là tại ông chú. Mệt quá. Xong rồi qua cái gọi cửa cơ em cũng lính quýnh nhưng mà giờ thôi giờ nấp đợi cánh cửa. Giờ kêu vợ mở cửa ra. Vợ mở cửa ra cái em nép vô góc cửa. Lấy áo khoác che lại. Sau đó là coi như là khi mà đám cưới thì gia đình hai bên đều vui vẻ rồi đúng không? Dạ. Đâu cấm cản gì nữa đúng không? Lớn rồi đúng không? Dạ. Ông đi làm rồi, ông làm được rồi. Đi làm rồi, ngon lành he. Rồi xong ấy. Hai bạn coi như là quen nhau được bao lâu thì mới cưới? Quen nhau 8 năm. 8 năm? Dạ. Là cái gì mà tới từ lúc ông để ý tới lúc cưới là 8 năm. Để ý là 2 năm. Nếu mà quen chính thức là 6 năm. Cưới năm 2016. Dạ, được 4 năm. 12 năm trời. 12 năm rồi mà giống như nít vậy bà. Có em bé chưa? Dạ có, bé gái 3 tuổi. Vậy thì bây giờ về nhà cái tật xấu nó có bị lòi ra không? Nhiều phụ nữ. Em kể tiếp. Là sao? Giữ bộ nó giữ lắm hả? Thấy em làm cái gì mà trật ý cái là la bể làng luôn. Kêu làm là phải làm liền. Mà bảo là anh đang bận này xíu, chờ xíu. Xíu gì dùm xíu. Xíu biết nào. Nhỏ mà cái giọng lớn lắm đúng không? Dạ. Rồi nó giận nó có đập đồ đập đạc gì không? Có chị. Có đợt đó là con khóc. Tức là em thì đang bấm điện thoại. Nhưng mà không phải là bấm điện thoại chơi mà đắm công chuyện, tức là người ta inbox, người ta hỏi này kia mình trả lời rồi đó, nhưng mà vợ không biết, thì vợ có nghĩ là em lo cho bấm thoại không chăm con. Thì lúc đó vợ đi làm về, vợ làm về mệt rồi con khóc. Em bảo là tranh dỗ nó xíu đi, ba xuống ba dỗ. Em nhắn tin xong thì chưa xong nữa là vợ tóc dậy quăng cái điện thoại vô cái thùng nước, cái nồi cơm á, lấy nồi cơm quăng cái bùm xuống cái nồi, cái bình thủy điện đá văng cái bình thủy điện luôn. Rồi ba món đồ đã bị mất đi. Hườm hườm như vậy chắc cũng vài triệu, không có đơn giản đâu nghe. Nếu mà điện thoại xịn là cũng là mười mấy hai mươi triệu em đó không nghe. Kiềm chế được mình hay sao vậy? Dạ không, lúc đó không có nói mấy câu mà để anh xíu anh nhắn tin công chuyện, không có đâu, ổng im gu hà, rồi để coi ổng quan tâm tới con đến mức nào. Nhưng mà nhỏ khóc hoài gì á, cứ bấm điện thoại. Mà thật chất mấy công việc đó là cái công việc ổng có thể kiểm soát được, chứ không phải là cứ phải canh nhắn tin cho người ta. Hết hồn không? Lúc không. Đó hết hồn không? Tại vì mình cũng biết rồi, nghe thời cũng quen là cũng biết cái tính cũng nóng dữ lắm rồi. Cho nên là thôi giờ nóng như gắn kịp. từ lúc quen là con đã bộc lộ là con không phải là một người phụ nữ mà nhỏ nhẹ thùy mị. Ông này mới là cái tính đó thôi. Tính của con là rất là dữ nha, chứ không phải hiền đâu. Mà muốn quen là quen, chấp nhận được không thì quen. Thì ông này ông nói là ổng chấp nhận được, giữ đúng thôi, ổng nói vậy đó. Còn một chuyện nữa là trước khi cưới là lúc đó là vợ đi làm, em thì Dũng đi làm. Nhưng mà vợ bảo là khoảng 15 phút nữa tôi ra, ông lại ông đón. Thường á, thì lại đón là khoảng vợ bảo 15 phút thì em phải từ nửa tiếng đến một tiếng. Lại thì lúc đó vợ mới ra, không biết bữa đó sao xui. Lại trễ khoảng 5 phút, 10 phút gì đó, nổi trận lôi đình. Vậy là về phòng, dọn đồ hết. Rồi đuổi em đi, em không chịu đi. Ồ, sách vali, sách đồ, dọn đồ qua phòng đứa bạn hả? Vậy nóng mới chịu. Vậy luôn. Nóng dữ vậy ha. Rồi, nóng tính. Nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, còn gì nữa không? Gì nữa không? Nói luôn đi, xả đi. Thôi giờ như đó chắc đủ rồi. Đây lát nữa em khui. Rồi bây giờ tới em khui đi. Đó. Hết chưa? Em không có tính gì mà xấu, ngoài ổng làm cho em nóng tính thôi, chứ không phải tự nhiên em nóng tính. Ổng ha. Nói nhây, nói nhảm, nói sàng, nói lâu, làm tất cả chậm chạp, tiết kiệm. Không, bây giờ cụ thể một cái tính nha. Làm việc chậm chạp, thí dụ như mình đi làm về, mình đã nhận làm dựng video cho ông anh, ông đăng YouTube. Đã nói với em làm video trong vòng 2 tiếng. Thì ta đi làm về, người ta ăn cơm, tắm rửa, rồi người ta lên ta dựng video thôi là khoảng 12 giờ là người ta được ngủ rồi. Không, về coi tivi, xem điện thoại, làm tới 11, 12 giờ mới đi tắm, rồi tới 1 giờ mới lên, rồi lên bấm tới 4 giờ sáng. Rồi bắt đầu ngủ được 2 tiếng, đi làm than mệt mỏi. Mà em đã nói là phải sắp xếp công việc hợp lý hơn. 200 ngàn mà làm tới 4 giờ sáng gì đi, thì cái sức khỏe mình ở đâu ra, còn tắm đêm nữa. Cho nên em rất nóng tính gì với cái vấn đề mà chướng mắt như vậy là không có chịu làm được, là phải la. Chậm chạp hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tắm có chậm không? Trời, cho anh nói ra, anh tắm nhanh nhất là bao lâu? Nửa tiếng. Còn lâu có bữa ở chồng cả tiếng luôn. Không biết làm gì ở chồng. Có khi cầm, có khi không. Nhưng mà tính hay thẫn thờ lắm. Ý là ở chồng người ngồi thẫn thờ hoài vậy đó. Không hiểu nổi. Bởi vì em hay nóng tính lên là bởi như vậy. Ngồi cưới con thỏ. Mình đi làm xong rồi mình mệt.
mình có muốn có chút thời gian, nhưng mà về nhà là hết việc này chuyển sang việc kia, hết việc kia chuyển sang việc nào. Hầu như là lúc nào cũng vậy, chỉ có cái lúc mà đi tắm á là mới lúc được rảnh nhất thôi, tức là không được không bị kêu nữa thôi. Ừ, chứ ở nhà nhiều bị kêu thẳng thôi đó là thẳng thôi đó, ngồi suy nghĩ cái việc mà mình cần làm hoặc là đã làm cái gì đó rồi muốn làm cái gì thêm chẳng hạn. Rồi ảnh có tật là hay nói về những điều nhỏ nhặt soi mói. Đúng rồi, soi mói có chút xíu việc nhỏ nhặt là lèm bèm lèm bèm luôn. Đúng rồi. Em mong chồng em thay đổi cái gì? Ổng phải nhanh hơn, từ thời buổi này mà chậm chậm gì là không làm được bao nhiêu việc cả. Rồi nhanh hơn và đàn ông lên. Thí dụ như em đang nấu ăn đi, đang ngồi nấu ăn thì chồng thì làm những việc mà của người chồng đi, không núp ở sau lưng coi vợ nấu ăn sao, đậy cái nắp nồi này vô cái nắp nồi chưa, sai cái nắp nồi rồi lại nói em đậy sao nắp này đậy dưới nắp này. Trời ơi, em động bàn một cái bóp, em kêu đi chỗ khác ở đó. Xách lên gác chạy lên chảnh làm video chảnh. Em có khi nào là anh đứng sao anh chỉ chọc em thôi? Đi làm về thì vợ vô bếp nấu ăn thì mình cũng lót tót, mình chạy vô mình phụ mình thấy cái này nó phù hợp mình lấy mình đậy lại. Không đậy không chịu đâu, mình đã lấy mình đậy lại rồi, không chịu lấy cái nó quăng chỗ khác, lấy cái khác đậy lên. Rồi ví dụ mình mà ví dụ rửa rau không sạch cũng nói, kêu đi rửa rau rửa qua không sạch đi chỗ khác đi không mượn, kêu đi chỗ khác đi chỗ khác ở đó bị chửi nữa. Mà đi chỗ khác lại chửi đi không làm gì vợ. Không phụ vợ đường nào cũng chết á. Trăm điều khó hả? Trăm điều khó. Rồi bây giờ nhớ, em muốn vợ thay đổi điều gì? Thì chỉ mong là vợ bớt nóng tính lại. Thì chỉ mong vậy thôi. Còn vợ thì mong chồng là bớt lề mề đúng không? Dạ, vợ phải mạnh mẽ lên. Ở trong nhà toàn là những cái món có giá trị toàn là em mua không. Còn ổng mua mấy cái quạt gió chút 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 gì nè. Còn tính cúp điện không có cái quạt nào xài được. Em bắt ổng đứng quạt lại cho tôi, phải quạt cho hai mẹ con tôi. Tại vì ông phải suy nghĩ những cái gì mà nó thật sự để em phát huy trong cái nhà mình, chứ không phải mà tiết kiệm cái kiểu mà mua cái đống về chút 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 rẻ tiền mà không xài được. Vừa đủ cho bé mát thôi, mình không cần. Em hay sợ lạnh cho nên là mua quạt nhỏ nhỏ cho điện là bắt cắn quạt cho bằng được. Tính em nói như vậy đó, em nói là phải mua cái đáng giá trị và phải xài được trong khi mình sử dụng được nhiều thứ. Không, chút. Máy sấy tóc cũng vậy nha. Máy sấy tóc, mình muốn mua cái máy sấy tóc. Ổng nói không, để ổng mua cho. Để mua, ổng mua rẻ, mình mua mắc. Ổng nói như vậy đó. Thì nhường cho ổng mua. Ổng mua cái máy có chút xíu về sấy cả buổi trời. Không có khô, cái máy 35 ngàn hay sao á. Sấy hoài không có khô. Bực quá. Máy đó là cái máy mua trên mạng á, máy đó là chánh kim xài thôi đó. Coi như bực mình rửa quá, đầu á, mình sấy sơ nữa cho nó. Bực quá la ổng một trận, ổng nói để ổng mua cái máy khác. Cái ổng vẫn mua cái máy khác, mua cái máy chà bá về nha. Nhưng mà cái công suất y chang cái máy nhỏ luôn. Cũng rẻ tiền mà nó nhẹ tem, mà sấy chút xíu nó nóng quá thế này muốn nổ cái máy luôn vậy đó. Trời, em không tưởng tượng được, em rất là nóng như vậy. Tại vì em nói là phải mua những cái có giá trị mà phải xài được, chẳng thà nó hơi mắc tiền một chút. Chứ không phải mà cứ tiết kiệm những thứ mà vô dụng như vậy mà mua cho nhiều cái. Quạt gió cũng một đống, máy sấy tóc cũng hai ba cái. Mà không có nào xài. Không có nào ra hồn cả. Mua cho con gái em chơi. Bởi vì mà em hay la, cứ rất là nhiều chuyện làm của con nít mà em hay la là như vậy đó. Nhưng mà biết sao không, chị nói nghe, hai vợ chồng á, thì giờ là năm thứ tư rồi đúng không? Dạ. Thì nó còn lọt lại một số cái chút vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cố gắng người nhường chút. Dạ. Em ráng em nhanh nhẹn lên. Không, mua cái gì mà đó, giống như bà nói quan điểm mới đúng ạ. Thiệt, cái bạn này là gì nè, mình thử nhiều cái vậy đó, cái nào ngon lành nhất. Ta biết không, nhiều khi mua một cái mắc tiền, lỡ xài không được thì có phải phí hay không? Tức là mỗi người một cái cách tư duy, em hiểu không? Cái này là do cái cách tư duy chứ không gì trơn. Thì bây giờ hai chồng trao đổi với nhau, nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, giống như là ông bà mình nói, lời nói mất tiền mua đó, chứ đừng có đi đến xung đột nghe, mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi, đúng không? Dạ. Đó, còn bây giờ ở trong nhà thì giờ có người đàn ông rồi, giờ phải có người đàn bà chứ. Chứ hai người đàn ông hết rồi làm sao, đúng không nè? Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn hai đứa. Làm như nó có một cuộc hội ngộ gì ở trên sân khấu này. Sao? Tức là tất cả những người phụ nữ ở trên sân khấu này đều đẹp hết. Dạ, cảm ơn anh. Cô dâu cũng đẹp, cô dâu này cũng đẹp, và cô Hồng Vân cũng đẹp. Cảm ơn em. Đó, tất cả người đẹp không? Đó, còn bây giờ ưu tiên cho người đẹp giới thiệu về mình. Em là Vương Thị Thủy, em 26 tuổi và em là giáo viên dạy văn. Còn dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, em năm nay 28 tuổi, em là giảng viên đại học. Để tôi đoán được coi, chắc một người làm ở trường học cấp 2, một người hay là ở giảng đường. Tôi nghĩ hai người gặp nhau ở một nơi lãng mạn, cái quầy bán phá lấu. Dạ không đúng luôn. Ở dưới ở đâu?
Dạ, gặp nhau ở trường học. Đó, người ta phải như vậy mới đúng. Dạ. Tụi em là giáo viên mà. Nhưng mà gặp nhau ở trường học là trường nào, là bởi vì em là cấp 2, còn anh này là bên đại học. Dạ, gặp nhau ở trường em. Thế này, tại vì trước khi lên làm đại học á, em dạy ở phổ thông. Thì em dạy trước vợ em một năm. Một năm sau tháng 6 là vợ em vào. Thì vợ em vào chào em đầu tiên thì em chả quan tâm, em không chào gì cả. Sao vậy ta, một bông hồng đẹp như thế này mà lại thở? Tại vì hồi đó là quan niệm ở miền Tây á, không thích là con gái miền Bắc. Tại vì nói chuyện là dài dòng nghe, hồi em mệt lắm. Dạ, cái lúc đấy em bị sốc. Bởi vì là các đồng nghiệp khác đon đả lắm, chào hỏi mình rồi nói chuyện thân thiện lắm. Và tất cả các cái đồng nghiệp nam á có vẻ rất là quý mình. Thế nhưng mà có mình anh này là anh ngước lên cái anh cục xuống và không nói gì hết. Cái lúc đó nó hơi suy nghĩ. Suy nghĩ? Dạ. Theo hướng tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Em nghĩ là anh này phải khó tính, là một chỉnh trẻ nữa. Quyết tâm là tìm mọi cách để mà trả thù. À dạ không, em hiền tính lắm chị. Cái em chị là chị tìm cách chị trả thù đó. Không, em không có. Thì cái ngày nào đó mình mặc đẹp thì là đẹp, xong anh này anh chào mình cái. Mình phải lấy cái khác để mình làm cho người ta chú ý đến, chứ không có dùng cái mà chính người ta đã làm cho mình. Cái gì mà của cô này mà khiến em phải chú ý? Tiếp xúc làm việc một thời gian, cũng đi chơi đây đó thì thấy cách nói chuyện cũng dễ thương. Đó, là từ từ rồi thương luôn. Ở đây em phải nói rõ là tại sao em lại yêu cô này. Kép của nào trời trao của đó đó. Tức là em còn nhớ là cái ngày hôm đó là ăn cơm cùng á, thì mọi người mới trêu, thì anh này anh làm một câu đó là thôi thương ai cũng vậy, thôi lấy anh đi, cứ nghĩ là giỡn thôi, đùa thôi. Thì ai dè cái lấy thiệt. Dạ. Sau câu đó bao lâu thì mới lấy? Tổng thể là 9 tháng. Trong lúc yêu đương nhau chắc có lẽ là chẳng bao giờ chia tay đâu đúng không? Yêu là ít giận, nó chỉ giận có một lần thôi. Mà một lần xém là bị bỏ rồi. Sao? Em kể. Đúng rồi, em. Em phải kể, đúng rồi, cái này khi nói đến đây em kể. Tại vì ông kể sẽ là đúng rồi, anh sẽ nói đúng rồi, anh sẽ lấp liếm vết xém. Cái ngày bình thường á, lúc chưa yêu á thì cứ đến giờ trưa hoặc là giờ chiều á là anh sẽ về sớm. Thì mọi người mới chơi là đi đón người yêu. Thế thì em cũng nghĩ là có người yêu rồi, em không để ý gì đến đâu. Thế tự nhiên anh nói với em là anh chưa có người yêu. Thì thế đồng ý là chưa có người yêu thì tôi tin. Tin xong cái tự nhiên anh kêu là anh chỉ là đưa đón cái người em họ đi lại đi kia thôi. Thế thì em cũng tin lắm, em còn khuyên răn, em kêu là thôi cố gắng là giống như là đưa đón cho nó đúng giờ đó, cái thứ để ảnh hưởng đến cái người em đó. Và rất là chân tình luôn. Thế mà ai ngờ vào một hôm đang đi dạo, anh ấy bột miệng ra rằng đó không phải là em họ mà là người yêu cũ. Trời ơi, mình cảm thấy mình bị lừa dối. Bởi vì mình đang rất là tốt bụng việc vun vén cho hai anh em có thêm thời gian để nọ để kia. Thế là em mới nghĩ là một người lừa dối như vậy thì mình sẽ không quen nữa. Lý do gì mà em lại giấu vợ? Không, không phải giấu vợ mà là như vậy nè. Lý do gì mà em yêu người này rồi mà em lại vẫn nặng tình với cái người kia để mà phải chở đi học thường xuyên? Ở đây là không phải là nặng tình mà giống như em đã có cái lời hứa rồi. Cuối năm thì em sẽ không đưa nữa, tức là chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thì mình nghĩ thôi vài tháng nữa thôi, mình cứ không nói thì cho nó qua. Nhưng không biết sao tự nhiên cái tối em nói ra hết. Đó, em nghĩ là khi em đã hứa cái gì thì em phải làm cho nó tròn. Cho dù mình không còn yêu nhưng mà vẫn còn là bạn. Giờ em thì không hiểu như vậy. Mà rồi, cuối cùng làm sao em làm quề được cái gì? Nói chung là ngày em nó ăn cơm nó không có được, nói chung rất là buồn. Em biết nói gàn chi, biết hôm đừng nói được rồi. Không ăn được là giấu luôn á. Tại vì còn có 1-2 tháng nữa nó qua rồi. Cho nên bây giờ chị nhắn tin không trả lời, điện nói chung gặp nhau làm ngơ đấy. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thì giờ quyết định là chiều cuối cùng là viết lá thư. Nhưng mà thôi viết bằng mực thường thì nó không có ấy, viết bằng mực đỏ. Mực đỏ. Mực đỏ là bằng lấy máu của mình viết. Trời ơi. Sợ vậy đó hả? Em dễ sợ. Trời ơi. Dạ. Em viết đúng 4 tờ A4. Trời ơi. Không chị, 4 tờ A4 nhưng mà nó là chữ to chứ không phải là chữ nhỏ nữa. Máu là mình cũng viết bằng tay mà giống như xem phim Hồng Kông đó, viết bằng viết tư á. Em viết cái gì trong đó? Thì em nói chung em viết là mình xin lỗi, thì mình hứa như thế nào đó. Khi em đọc bức thư đó, em có cảm nhận được đây là máu của chồng mình không? Em có tin không? Dạ, lúc mà đọc bức thư á thì em nói thiệt là em ở với một cái bạn, là bạn ấy bán thuốc tây, bạn ấy rất là hiểu về mấy cái vấn đề đó. Thì cuối buổi tối khi mà gặp đưa xong về thì em không có tin đâu. Bởi vì em nghĩ là dễ gì đàn ông bây giờ mà viết thư bằng máu cho mình, làm gì mới gặp có thời gian ngắn mà thương dữ vậy. Em không tin. Thế em về em mới nói với là em mới xem coi có phải cái này là dùng máu gà không. Thế thì bạn em nó cũng thành thật lắm, nó dở ra rồi sau đó nó cho lên muỗng nó hửi. Xong rồi nó nhìn xong rồi nó kêu không mày ơi, cái này máu thiệt, máu người đó, không phải máu gà đâu. Trời ghê vậy hả, viết kinh này nữa hả. Xong rồi nó kêu trời ơi tôi ngưỡng mộ mồ quá, kêu có gì đâu ngưỡng mộ, đang bụng muốn chết đây. Không phải vì anh ấy có người yêu trước hay sao, mà bởi vì là không thành thật. Mình cứ nói trước với nhau trước khi yêu thì mình sẽ thông cảm được.
Nói thì nói vậy thôi, chứ đến tối suy nghĩ bỏ ra đọc lại lần nữa. Rồi nghĩ sao thấy chắc cũng chân tình với mình, chứ nếu mà chỉ thoáng qua thì sẽ không có làm những cái việc như thế này đâu. Thì thôi cũng tha thứ vì nó cũng không to lắm. Bây giờ chị hỏi này trước nè. Dạ. Đã yêu nhau đúng không, là hai người đều là thầy cô giáo hết á. Dạ. Có cầm đèn chạy trước ô tô không? Có ăn cơm trước kẻng không, hay là để đúng cái kẻng mới được ăn? Ba mẹ hai bên đồng ý thì tụi em mới ăn. Dạ. Vậy là đêm tân hôn rất vui dữ á. Dạ, có nhiều cái nó cũng nếu mà đi tân hôn theo cái nghĩa mà cưới xong á thì không có vui người ngủ gốc, tại có đứa em ngủ chung, em vợ ngủ chung. Trời ơi, nhỏ em vợ rồi tự dưng người bạn vợ đó vô giữa vậy. Mà bà em vợ đó nhiêu tuổi? Dạ 20, con trai. Ngủ chung á? Tối nó ngó xuống của anh chị là trời ơi, em vợ lực sự luôn. Coi như bữa đó là bỏ luôn đêm tân hôn đó, chứ dễ gì, đúng không? Dạ, bỏ luôn ạ. Là trục trặc lần thứ nhất. Đó, trục trặc rồi, rồi bữa tân hôn thứ nhì. Tại vì tụi em mới cưới cho nên là chưa muốn có con sớm. Em sợ là tại vì ở trọ đó thì có con thì nó rất là khổ. Đợi chừng nào nhà cửa xong rồi thì tụi em mới có con. Em không có hiểu cái ý của anh mà em lại cứ nghĩ là chết. Người như vậy mà hay là có vấn đề gì, không biết có chuyện gì không mà em không dám nói. Tại vì lúc đó mới ngại, kéo dài cả tuần, hai bên cứ im ỉm, xong cuối cùng nói. Nói là bị làm sao, rồi thế nào đó, rồi sau đó giải thích cho nhau nghe thì là hiểu vấn đề là như vậy. Em nghĩ là chết là bị vấn đề về tâm sinh lý. Và như vậy thì sẽ không có hạnh phúc. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Dạ. Đó, hồi nãy là coi như đó là cái tật xấu mà không người không chịu mà tâm sự với vợ trước. Thì giờ bây giờ hỏi em là vợ của em á, em có thật xấu gì? Cái thứ nhất là tám điện thoại, không phải là tám giống như người bình thường, mà là tám không biết đường ra. Tức là khi người ta điện thì chỉ có nói chuyện, không biết là phía sau là công việc như thế nào. Có lần hai đứa lúc đang yêu nhau đi cầu ánh sao chơi thì có cái anh bồ cũ anh điện vào, chỉ nghe điện thoại hơn nửa tiếng mà không biết đang đứng kế ai. Thôi con chồng em sao? Nhiều tật xấu lắm ạ. Hồi trước thì thấy thơm tho lắm, nhưng mà sau đó về thì phát hiện ra là tắm thì nhiều lần nhưng tắm không dùng xà bông tắm. Rồi em nói thì kêu là trời ơi như vậy là khô da, rồi anh không thích dùng xà bông, anh không thích mùi. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài thì cứ nước hoa với nọ kia thì tại sao vẫn thích mùi nữa thôi. Đó là em thấy là cái lý do đó là không tốt. Chuyện đó không phải là không thơm tho, một tuần 7 ngày giờ tắm 4 ngày xà bông vẫn được. Do là em làm biếng tắm xà bông hay là thực sự là em muốn bớt cái lượng sút ở tại vì nó tiếp xúc da mình. Không muốn nó tiếp xúc nhiều, mình tắm nhiều nó đâu có tốt, quá chất mà. Là chỉ tính xấu đó thôi. Rồi cái tiếp theo đó là ảnh thì nấu ăn rất là ngon và em rất là trân trọng cái món ăn của ảnh. Nhưng mà ảnh cứ cho ớt thật nhiều, tỏi thật nhiều. Và em thì em không ăn ớt được nhiều. Không ăn ớt được nhiều. Ảnh làm thật là cay, thật là mùi tỏi, thật là hăng lên. Sao anh cứ nói món này ngon lắm đó vợ, ăn đi. Rồi gấp cho em mà em ăn á, có khi có bữa em chảy nước mắt vì cay quá. Thôi bây giờ vậy nè, muốn hỏi em là em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Nói chung là phải biết bố trí công việc tí xíu. Cái nào việc nhà, việc của trường. Nó sắp xếp thời gian cho nó hợp lý. Còn em dạ. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Em muốn chồng em thay đổi là tắm thì dùng nhiều xà bông và... Chị thấy vậy nè, nếu như em tắm bằng xà bông mà để vợ em yêu em hơn thì em nên tắm bằng xà bông. Tại vì bây giờ chất sữa nhiều hơn chất sút rồi, em yên tâm phải như ngày xưa. Dùng lên môi. Đó, dạ. Còn cái chuyện mà nấu ăn thì tùy cái tấm lòng hảo tâm của em và tùy cái mức độ yêu của em với vợ em á, thì em sẽ liều lượng được cái vấn đề nấu ăn. Chị cay quá chị ăn cũng có nổi dạ, luôn á. Đúng rồi, không nổi. Còn ngược lại về phía em, cái chuyện mà sắp xếp thời gian á là hoàn toàn chính xác. Vì cái thời gian nó chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Bao nhiêu đó để sau này em phân bổ về thời gian vừa đi làm này, vừa lo công việc nhà, vừa nuôi con, phải cực kỳ khoa học em mới làm nổi. Dạ. Thì trong cái việc sắp xếp thời gian á là nó có một yếu tố nhỏ là bớt nghe điện thoại đi. Chị cũng rất cả nể, nhưng mà có những lúc mình phải ngưng. Về nấu ăn ngon theo khẩu vị của bà đi. Bà ngon, bà cho đứa em bé. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui, thương hạnh phúc. Em chào chị Hồng Văn, chào anh Quốc Thận. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Vinh 40 tuổi. Dạ. Tuổi gì nè, tuổi con gì nè? Tuổi con khỉ. Khỉ đúng không? Vinh là làm nhỏ hơn. Gì? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn em tuổi. Ồ, trời hộ dí không? Tưởng đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh, Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. À, mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi hay sửa xe máy? Sửa xe máy. Có sửa xe Yamaha không? Novo. Cái gì cũng sửa hết. Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Dạ em là em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Văn và anh Quốc Thuận. Em là Trần Thị Phượng, 40 tuổi. Dạ em hiện là làm bếp cho công ty Lì Xì Bốc. Lì Xì Bốc. Dạ Lì Xì Bốc. Lì Xì Bốc. Ồ dạ.
Vậy nấu ăn rất dữ lắm đúng không? À, là do cái duyên, cơ duyên và do mấy bạn ở trong đó cũng 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 thương, mến, cho nên là hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư. Xe hư tấp vô quận 2 sửa. Tấp vô quận 2 sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn. Đúng không? Không. Không, thế chứ. À, thôi em đừng có. Thôi bây giờ em làm ông mụ đi, em đừng có làm ông thầy nữa. Trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn hết trời á. Rồi bây giờ, thôi bây giờ đừng có để tôi đoán nữa. Bây giờ nói cho Quốc Thượng nghe coi hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào. Cái thời điểm đó thì là 20 năm trước, năm 2000 đó. Năm Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Rồi bây giờ lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Lần đầu tiên gặp nhau thì đi lên trên hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bi da, rồi chè rồi đó. Rồi đi trời mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bi da hay là chỗ chè? Dạ bi da. Hai người đi chơi bi da luôn. Dạ. Ôi ôi vậy. Ồ, đó vui vậy hả? Rồi sao, bà này là hồi nhỏ trẻ bà đẹp lắm đây nè. Em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không Vinh? Đúng rồi. Đúng không? Đó, Vinh nhìn biết ngay mà, nhìn mà đặt, một cái là đổ liền. Mà đã vậy bà đứng bà thục bi da nữa. Đúng trời ơi, ơi. Còn sao chịu nổi trời. Hả? Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ. Ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: "Phượng, em tên gì?" Dạ, Phượng em tên gì? Dạ, Phượng. Trời ơi, như vậy là ông đã biết tên bả rồi đúng không? Dạ, ông hề hước lắm á. Phượng em tên gì? Ông miếng á. Ừ. Phượng em tên gì? Còn Vinh anh tên gì? Và sao lúc đó nó có trả lời đúng không? Em có trả lời không? Anh Vinh này em tên Phượng. À. Em có trả lời, em nói: "Ủa? Hỏi gì kỳ vậy?" À. Dạ, hỏi gì kỳ vậy? À. Dạ. Rồi sao? Nhưng mà em có thích ảnh không? Hay là lúc đó em không ưa hay như thế nào? Dạ, chưa. Chưa có ưa gì hết. Dạ, lúc đó tình trạng của em là em có bạn trai chưa Phượng? Dạ em cũng có nhưng mà đã chia tay rồi. Chia tay cũng cả năm rồi. Dạ Nhưng mà Vinh là gặp Phượng là mê liền đúng không? Thích liền. Dạ không có, em gặp thì em biết, em cũng biết tại vì hồi đó hai vợ chồng cùng ở, nói chung người ở xóm trên người ở xóm dưới á. Nhưng mà là học thì em trước bà xã hàng khóa. Đó cho nên em cũng biết có đi chơi chung nhóm bạn á. Thì cũng có biết qua. Nhưng mà cái này tên Phượng. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza, rồi em cũng chơi pizza, hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. Rồi sau đó rồi sao ảnh cua Phượng đúng không? Dạ. Cua rồi sao đâu? Thì hỏi này kia rồi. Sau đó có nghĩa là một thời gian sau đó là ổng cua Phượng sao? Dạ lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. Dạ cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi city mà. Dạ cái bạn bè nói là một chiếc city chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc city chở đầy hoa Phượng đó. Dạ, đó bạn bè ca vậy đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Phương vẫn em Vinh. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Dạ không, lúc đó thì đã chia tay chưa? Lúc đó thì người đó thì đang có như là đang trong cái tình trạng là chia tay. Hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Rồi, mà đến, mới... đến khi mà Vinh chưa nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là hai giống người giống như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Vậy đó đúng không? Dạ lại khá vậy đó. Rồi đến lúc mà khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết. Biết rồi có làm gì không? Có làm phiền không á? Dạ có làm phiền bà xã thôi chứ không có làm phiền em sao. Phượng đã nói á là Vinh là quen tôi. Nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là dạ, gặp thẳng mặt luôn. Hồi xưa là lúc tụi em đâu có điện thoại. Mà Vinh ơi, hai Phượng nào dữ hơn? Lúc đó em cũng không biết ai dữ ngay. Lúc đó em trả lời sao Phượng? Dạ, em mới nói là bây giờ do Vinh thôi, chứ em thì không biết. Dạ, tôi đâu có biết. Bây giờ do Vinh, bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh. Ví dụ Vinh chọn ai vậy đó. Dạ. Sau đó Vinh có ông đào hoa dữ dội gì đó hả trời. Sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Ê,
Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết. À lúc đó là có em luôn hả? Không, lúc sau đó, này. Sau đó đúng không? Dạ, em giải quyết sao? Em kể cho Vinh nghe. Rồi Vinh giải quyết sao? Thì em lên em nói thì mình không có hợp với nhau rồi thôi, mình chia tay vậy thôi. Nói với Phượng kia đúng không? Dạ. Nhưng mà Phượng kia có nghe liền không hay là cũng còn làm giữ thời gian rồi mới thôi? Thì nói chung thì lúc em nói thì trước đó thì em cũng đã quyết định rồi. Là em cũng lánh mặt, em không có tiếp xúc nữa, không có ấy nữa. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau? Dạ. Có cái gì trắc trở không? Có xa nhau gì không? Hay là có chia tay gì không? Có đi có yêu xa không hay là vẫn đó, cứ... Đó, dạ không, cái hai chồng thì... Nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Anh chị biết chỉ có thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ vỏn vẹn có 6 tháng thôi. Ủa vậy đó hả? 6 tháng. 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. 21. Dạ. 21 lên xe huê rồi đó. Dạ, lúc 20 tuổi. Rồi là quen 6 tháng sau. Là thì lên xe hoa đó. Là nó sẽ rơi vào cái tuổi 21. 20 tuổi rưỡi. Hả? Rồi hai vợ chồng là coi như là có phải đi xa hay là có làm ăn, có phải đi xa không hay là vẫn ở bên nhau? Dạ có. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có. Là lấy có rồi á? Dạ rồi. Không, chưa lấy. Lúc quen thì ông xã em đi Đắk Lắk để làm. Dạ, sửa xe ô tô đó. Phải đi vô Đắk Lắk để sửa xe. Dạ, rồi cái lúc đó cái như em có bà thứ 9 ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dắt chồng về gả cho em. Dạ, lấy chồng Việt Kiều đó. Dạ, rồi ba mẹ mới nói như vậy. Thôi ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Bây giờ ba mẹ thấy Hiền Vinh cũng được. Thôi bây giờ nói nó đi, nếu mà thương con thì lên. Ba mẹ gả cho. Ba mẹ không muốn phải gả con đi xa. Đó, thế là em gọi điện cho Vinh. Mẹ anh Vinh. Dạ. Em mới nói là thôi có ba mẹ nói vậy, có thương thì gì, cứ thương còn không thì thôi. Lúc đó Vinh sao? Nhưng mà lúc em đó nói với Vinh là có gì kiểu pháp về dạ với em có. Rồi là lúc đó. Dạ. Rồi lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á. Thì nghe điện nhắn lại vậy á. Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho vừa xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mà mất vợ sao đúng không? Siêu phách lạc luôn chứ. Rồi. Đó. Ôi ơi, rồi sao? Ủa nhưng mà khoan, để em hỏi cái là nghe là 6 tháng có nghĩa là cái là các bạn là yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ, mới về? Dạ có 1 tuần 10 ngày thôi. Một tuần. Dạ. Mới 1 tuần mà bà đã bị âm rồi. Có nghĩa là chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Con tuần thôi. Tại vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Nhưng mà sau khi mà về rồi á là nói ba mẹ, là ba mẹ có qua hỏi liền không? Dạ có. Rồi là cưới luôn. Dạ. Rồi thì... đó là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là hai bạn có tới đâu? Nghĩa là hai bạn có vượt rào không? Không có nói tới vượt rào mới mắc cười. Lúc trước trước đó thì trước khi đám cưới một tuần, đúng một tuần thì hai chồng đi giống như hưởng tần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ. Mà còn có một tuần nữa đi xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển, về cái hải dài ba lột hai bên. Rồi cái đi về tới đó cái thấy thôi không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè người này chỉ người kia chỉ đắp nha đam đắp đồ để cho kẹp lành và làm cô dâu. Mà lạc đề luôn á, nãy giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không á, thì ta nhưng đang mà muốn hỏi nè, cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ không. Rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không, cái lúc đó đi thì chưa có lột da. Thì bởi vậy tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. Nhưng là tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không, Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về thấy da ba đỏ quá, đúng không? Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định đó không? Dạ không.
tự vì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà, thì em đâu có suy nghĩ là đông như thế. Tự vì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn, rất là đông chứ không bao giờ mà được. Đó là lý do nữa đó. Dạ, không bao giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tại vì nói chung là em cũng sợ. Thì ba mẹ em ngày xưa là thanh niên xung phong, cho nên là rất là khắt khe. Thì ba mẹ em nói là đi chơi cẩn thận rồi này kia, thì lúc nào em cũng đi có bạn có bè hết á. Dạ. Nhưng mà lúc có bao giờ cặp, giống như cái cặp mà trước á, ba mẹ ham á đi mà mà coi như là để cho nó hả mà kêu bằng đụng vô đó he. Mất đời con gái. Mất đời con gái đó he, là gặp thằng sau nó quánh cho chết chóc luôn á. Nó quánh chết sống luôn. Nhỏ sợ luôn không? Dạ. Sợ luôn. Lấy cái đó về mình dạy con mình á. Dạ. Đúng nghe này, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một ý đồ thăm đen mà ổng bộc phát không? Vừa gào đó. Ý ổng có ý đồ là ổng dạ có ghê mình không? Cũng có rủ rủ sao đâu. Dạ, giống như là rủ đi uống cà phê, mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ, cà phê chòi. Mà hên là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, một người tên Xuân và một người tên Viên. Hai người đó cũng quen nhau. Dạ, em cũng rủ đi chung luôn. Rồi không làm ăn gì. Dạ, thì ông xã em không biết. Tới cuối cùng thì vô đó là bốn người rồi. Dạ. Cha cũng hứng quá. Uống cà phê thôi. Uống cà phê thôi. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ mà. Dạ. Mới có 20 thôi chứ nhiều. 20, 21. Dạ. Ủa, như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20. Dạ, 20 năm. 20 năm đó. Nhưng mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Dạ. Tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Dạ, hồi xưa thì em làm tiệm tóc. Dạ, thì nó cũng bấp bênh. Dạ, ông xã sửa ô tô. Là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ, thì em năm có em tốt tốt. Dạ, năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm. Là đi làm luôn. Dạ, là gia đi làm lên co trên BBK Biên Hòa làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Hả? Nặng quá. Dạ thì mình cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Hai đứa đúng không? Dạ. Đứa lớn nhiều, đứa nhỏ nhiều? Dạ đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. Dạ. Và cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? Nói chung con em thì cũng ngoan lắm. Hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Dạ. Con khỏe mạnh hả? Dạ. Không, thằng lớn thì nó bị thận hư, hội chứng thận hư. Dạ. Rồi vậy là tiền không đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là hai đứa mới có 21 tuổi. Mà vậy là có bầu liền á, cưới xong là có bầu luôn đúng không? Dạ một năm sau đẻ ra. Dạ. Năm sau. Tại em bé 19 rồi. Nhỏ 19 rồi đúng không? Dạ. Năm sau mà lúc nào là nó bị coi như hội chứng thận là tụi em phải là tốn tiền tốn bạc lắm cho đến lúc mà nó mấy tuổi thì nó mới đỡ. Dạ lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ tới lúc 14, 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị rồi nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi, thật là mệt mỏi lắm. Dạ. Ừ. Bây giờ là cháu khỏe rồi hả? Dạ bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi vậy thôi, tốt chúc rồi. Mừng em ơi. Chúc mừng. Mà đứa nhỏ thì ổn đúng không? Dạ đứa nhỏ ổn. Nghe để mừng phụ nghe. Dạ. Rồi gì nữa đây? Thôi giờ qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Đó. Đó. Ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhưng mà thôi. Em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về không ăn đâu. Chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Làm gì tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Dạ. Vậy là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Đó. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ. Thường xuyên luôn. Có khi nào về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ? Dạ cũng có luôn. Trời ơi. Có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải chia cho anh Thuận đỡ á. Thiệt luôn ha, nghe ha Thuận ha. Hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng gì đâu đúng không? Dạ không. Nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ. Nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi trời ơi vậy luôn á. Dạ. Trời, rồi lúc đó em sao, em phản ứng sao? Ui,
em nói trời cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, tôi đây đằng sau nè, chưa chắc người đó mà hơn tôi nữa, mà sao không nhìn tôi mà liền. Dạ, cái nói không thấy quen quen nhìn thôi. Dạ. Chắc nhìn người quen đó, mà nhìn người đẹp mới ra người quen không à. Dạ. Đó. Người quen toàn người đẹp. Ờ, người quen toàn người đẹp đó. Ừ, đó. Dạ. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ, ở dơ một cây. Hôm nay tao dần thường sửa xe mà, dần sửa xe mà chị ơi, dầu nhất mà bám dữ lắm. Ý là mình đừng nói là trong cái chuyện mà nhìn con gái á, với lại cái ở dơ á, thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi. Còn nhìn con gái biết sao không? Đàn ông phải nhìn đàn bà. Chứ giờ nhìn đâu đàn ông bạn đang chung rồi. Chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á, tự nhiên nhìn đàn ông, tự nhiên nhìn đàn ông trời chết luôn, bây giờ tung xe luôn là mệt luôn á. Đúng không? Dạ. Đó là tự nhiên tới 40 tuổi, tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng. Trời ơi, tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất. Ôi, ông chồng mình cũng lấy. Đó. Còn sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè? Nói chung là từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm rồi. Nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Em không gây gỗ với Vinh, nhưng mà em chỉ gây gỗ với Vinh là vì gia đình Vinh thôi. Chứ còn lại là hai tụi em là không có. Dạ, tụi em không có xích mích gì hết. Toàn là gây lộn gì, gây gỗ vì gia đình thôi. Vì gia đình là sao? Vì Vinh ở chung với cô, với bác, với ông nội, không có mẹ đó, mà lúc nào cũng để cho em bị ăn hiếp hết trơn á. Em khóc mà khóc gì gia đình của Vinh không đó. Cô bác đồ này kia. Nhưng mà bây giờ chung hả? Dạ bây giờ em đã ra riêng. Dạ. Thôi, vậy cái chuyện buồn nó cũ rồi, cũ rồi. Quên đi. Dạ. Không có nhắc tới đúng không? Chơi qua năm cũ luôn. Qua luôn, qua 2020 bác. Hiền như vậy nè, thương vợ nè. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ. Thương mà có chiều không? Chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn hả? Trời ơi trời. Ôi ơi. Mà chỉ chiều, có một... con, chiều thằng con trai hay chiều đứa con gái? Hai đứa luôn. Chiều luôn hả? Dạ. Ôi, chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Dạ. Kệ, ở nhà cũng, phải có ông. Tôi bà giống. Đúng rồi đó. Cũng có người giữ người hiền. Dạ. Đấy còn dạy nó chứ chấp nhận đi. Chấp nhận cho ba nó là ông bụt đi. Để không mình là phù thủy. Dạ. Chị ở nhà chứ cũng là phù thủy đó. Nó nghe là chắc có lẽ là chắc cưng nhỏ con gái. Dạ đúng rồi. Hơn chút xíu đúng không? Dạ. Cưng lắm luôn. Con gái có bao giờ mà tác động lên cái thói hư tật xấu của ba gì không? Dạ có. Giống như trước á, Vinh cũng mê chơi lắm. Đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần. Lúc đó con gái 3 tuổi nha. Nhậu đồ này kia, con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con không cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi, đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi, như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết. 5-6 giờ là Vinh phải về. Tại vì con gái về không thấy là gái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố, bố ơi con muốn bố. Trời ơi, sao giống Bí Ngô á. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Là phải về. Là phải về, dạ. Rồi. Không là nãy giờ kể cho thấy toàn là những cái tính. Vậy là giờ con có thay đổi gì không? Giờ có muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ thôi cứ vậy đi. Để em ăn hết nhiều tí. Trời ơi. Dạ. Em muốn thay đổi gì không? Hay để y vậy thôi? Dạ thôi để y đi. Tại vì nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ. Dạ dạ. Thì đàn bà ta cũng phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều quá Vinh nó Vinh. Vinh tật xấu của cô ấy là những gì? Chắc em không có đâu hả? Thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất cũng không phải là xấu nữa, nhưng mà có cái là hay mua đồ nhiều. Mua đồ. Thì một cái món đó, em ví dụ như một cái áo đó cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4 lần 5 lần được. 4 lần 5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng nhiều một màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy mà mua 4-5 áo. Dạ thì... Ủa, là em thích cái loại đó là em giống muốn như là hoài đúng không? Giống như là nghiện mua vậy. Không phải là thích, nhưng mà ví dụ cái món đồ như cái món vật gì mà thấy không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Giống như là giống nghiện như là thôi. Nghiện mua sắm. Nghiện mua sắm online. Cái này mệt lắm mà. Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều lắm. Mua về không xài được, bỏ qua một bên. Cho cũng không được. Thế là đổi cũng không xong. Dạ. Anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè?
Thì em ơi, nhưng mà mua sắm đó mắc tiền lắm, tốn tiền lắm nha em. Theo em thì chắc không có gì đâu, tại vì sống với 20 năm mà, thí dụ có mình cũng chiều theo luôn. Có nóng tính không? Dạ trời ơi, nóng lắm luôn, xấu lắm, xấu. Thôi bây giờ kể đi. Xấu tiền đói lắm. Những lúc nào mà quấy nóng tính. Đây nè, xấu đói, xấu nóng, nóng tính có nè, không, xấu có đói không? Nè, mới nói dạ, xong nè. Có. Khi mà đói bụng lên rồi là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì, cứ xả lả, không. Đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà, cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đói mà cái gì đó nó do cái cấu tứ bao tử. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không? Dạ có. Có. Dễ quạo đúng không? Dạ. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu réo gì hết á, đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lại thôi. Còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ xài mấy kia xài được hết. Nóng tính là cho nóng luôn đúng không? Chấp chứ nhận đồ được. Online mua về Vinh không có xài được. Dạ đúng rồi đó. Thôi anh nói nè, bớt lại. Dạ. Thật ra bây giờ đúng, cái này đến anh Vinh khuyên em anh đi. Anh bị dính tại nhiều anh lắm. Anh Vinh bị dính nhiều lắm. Trời ơi có lần tôi mua mà xài không được luôn á chị ơi trời. Chị may mắn lắm nha em, chị không biết cách mua đồ online và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Bí Ngô. Nhờ vậy mà giờ Bí Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn á, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng dạ, rồi. Nó phá nó chặn mình luôn. Hay lắm. Mà em cũng mới bị hai tuần trước vào hai cái đầm. Dạ. Dạ. Không đâu xài được đâu. Rồi, nóng tính cũng vẫn xài được đúng không? Hai vợ chồng cũng vẫn xài được. Hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi. Và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì nữa mà rồi. Khó. Đúng không? Dạ. Thôi thì chỉ mong là hai em có lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Em cảm ơn hai em. Dạ. Em cảm ơn chị Hồng Giang, hai đứa nha.